nhận biết tính âm dương trong thực phẩm. Vật chất khô có xu hướng co lại là dương. Vật chất chứa nhiều nước có xu hướng giãn nở ra như hạt đang nảy mầm, giá đậu, nấm, măng thì âm hơn. Những cây lá nhỏ hoặc thắt lại hay xẻ thùy như ngải cứu, cà rốt, xà lách son sẽ dương hơn. Những cây lá to như chuối sẽ âm hơn. Vùng nóng là dương, vùng lạnh là âm. Nên cây cối và hoa quả ở vùng nhiệt đới sẽ âm hơn cây cối và hoa quả ở vùng ôn đới. Tại một vùng thì mùa lạnh âm, mùa nóng là dương, nên sản phẩm nông nghiệp trong mùa lạnh sẽ dương hơn mùa nóng. Trên cạn dương hơn dưới nước, nên cây mọc dưới nước như sen, súng sẽ dương hơn cây mọc ở trên cạn. Vùng nước sâu, lạnh và tối nên âm tính cao, vì vậy rong rêu mọc ở đó rất dương. Sống trong bùn rất âm, nên lươn là thực phẩm mang tính dương cao. Ăn lươn là bổ dương chứ không phải bổ âm. Trên cao thuộc dương, dưới thấp thuộc âm, nên cây bò sát mặt đất như rau má, bí ngô thuộc dương tính. Cây mọc vươn lên cao thuộc âm tính. Trong một cây thì bộ phận nào càng trên cao càng âm, càng dưới thấp càng dương. Những loại củ đâm sâu xuống đất như cà rốt, củ cải, củ mài, sắn dây là dương. Những củ nằm ngang và nông như khoai tây, khoai lang, sắn thì âm hơn. Tương tự với người và động vật thì đầu ở trên cao là âm, chân hướng xuống đất là dương. Vì vậy, từ bụng hướng xuống đất thuộc dương, từ lưng hướng lên trời thuộc âm. Bên trong là dương, bên ngoài là âm, nên các hạt ở bên trong luôn dương hơn so với phần thịt ở bên ngoài. Về mùi vị thì các vị cay, chua, ngọt thuộc âm, các vị mặn, đắng, chát thuộc dương. Vì vậy, thức ăn nào làm nở mao mạch, gây cảm giác nóng như ớt, gừng, rượu là âm. Ngược lại, thức ăn nào tạo cảm giác mát như nha đam, sắn dây, sâm, tam thất là dương. Về màu sắc, theo phổ ánh sáng thì đỏ, cam, vàng là dương. Bốn màu lục, lam, tràm, tím là âm. Do đó, các thực phẩm có màu đỏ, cam, vàng như thịt, trứng, cà rốt, bí đỏ, đậu đỏ thường dương hơn so với các thực phẩm có màu lục, lam, tràm, tím như giá đậu, cà, nho, măng cụt, khoai tía. Tuy nhiên, tiêu chuẩn về màu sắc nhìn chung không chặt chẽ nên phải kết hợp với các đặc điểm khác. Ví dụ, đu đủ, cam, xoài có màu đỏ hoặc vàng nhưng lại vươn lên cao nên thuộc âm. Còn rau má, xà lách son có màu xanh lục nhưng bò sát mặt đất hoặc ngâm dưới nước và có lá nhỏ nên thuộc dương. Dương trong, âm ngoài là thuận quy luật, nên khi lựa chọn thực phẩm, tốt nhất cũng nên chọn dương trong âm, tức là chọn những thực vật dương tính như cà rốt, củ cải, xà lách son, rau má, rau cải, bí đỏ, đậu đỏ, củ sen, hạt sen, ngó sen. Bên cạnh đó, nước bọt của người ăn là âm. Khi nước bọt được trộn trong những thực phẩm dương tính sẽ tạo ra sự cân bằng tốt hơn. Chúng ta có thể thay đổi tính âm dương trong quá trình nấu nướng để phù hợp với trạng thái cơ thể của người ăn. Bốn yếu tố cơ bản có thể sử dụng là muối, lửa, nước và áp suất. Trong đó, muối, lửa và áp suất là dương, nước là âm. Nếu cần nâng cao dương tính của thức ăn thì cho nhiều muối, ít nước, đun kỹ hơn, nhất là dùng nồi áp suất. Và ngược lại, nếu cần tăng âm tính cho món ăn thì cho ít muối, nhiều nước và nấu chín vừa. Tất cả các loại rau, củ, quả thuộc họ cà và khoai tây đều thuộc âm, nhất là cà tím rất âm. Vì vậy mà khi ăn những loại củ này, người ta thường nướng trong lửa hoặc dầm muối để dương hóa lên. Công đoạn nấu nướng chính là giai đoạn tiêu hóa ngoài cơ thể.